Xin chào tất cả mọi người. Mình quay trở lại với một cái video này và mình sẽ chia sẻ cái cách đo cho những anh em nào mà chúng ta vọc mạch về điện mà chưa từng biết đo những cái con linh kiện. Thì với cái cách đo ngày hôm nay, nó sẽ sử dụng một cách đo duy nhất mà áp dụng cho một số những loại linh kiện rất là phổ thông, có thể nói là nhiều loại. Ví dụ như là MOSFET, IGBT hay transistor thì chúng ta có thể đều đo theo một cách duy nhất như ngày hôm nay mà mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Tất nhiên rồi, với những cái cách đo những linh kiện như này thì anh em làm nghề chúng ta quan tâm về điện hay được học về điện tử thì chúng ta biết cách đo là một điều đơn giản. Còn đối với những anh em mà vọc vảnh về điện hay là chúng ta chỉ cần quan tâm thôi và muốn tự hiểu, tự tìm hiểu và tự học thì những cách đo chúng ta có phân ra nhiều những cách đo khác nhau và làm cho chúng ta có thể là khó nhớ. Vậy thì cái video này mình sẽ sử dụng một cách đo duy nhất cho các loại linh kiện, đó chính là linh kiện ví dụ như IGBT, MOSFET và transistor đó. Và để đo được những cái con linh kiện này ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng với đồng hồ kim các bạn nhé, đồng hồ kim. Và chúng ta sẽ sử dụng cái đồng hồ kim và bật nấc nhân 10K. Trước tiên thì chúng ta sẽ kiểm tra cái đồng hồ đã. Đây các bạn sẽ chụp hai que đo này. Bình thường thì hai que đo chúng ta sẽ chỉnh cái độ sai số này này cho nó về số 0, tức là 0 ohm. Nhưng mà đồng hồ này của mình nó đang sử dụng với viên pin là 9V để đo cho thang 10K này đang yếu, mình chưa thay. Thì coi như là chúng ta đang cái kim này nó lên như vậy là đang là về số 0 rồi các bạn nhé. Đó. Và cái cách đo này thì cũng rất là đơn giản thôi các bạn. Bây giờ mình sẽ kiểm tra một vài loại linh kiện ở đây, bao gồm những loại linh kiện mà thông dụng nhé. Đầu tiên phải nói đến là một cái con IGBT FGA25N120. Thì những cái con này là con IGBT thường xuất hiện trong những cái bếp từ hoặc là một số những cái vỉ biến tần thì nó cũng sẽ sử dụng với những loại IGBT như thế này. Đó. Không nói đến cái số IGBT mà có thể là nhiều cái số khác nhau. Ví dụ như ở đây mình cũng đang có một cái con IGBT khác là cái con 30N120KA thì nó cũng là IGBT nhưng mà nó không phải số khác giống như con này. Thì miễn là IGBT và cái cách đo này nó sẽ áp dụng cho các con phổ thông, đó là cái dạng mối bán dẫn NPN. Đó, NPN. Còn đối với PNP thì nó sẽ áp dụng cách đo cũng y chang như vậy nhưng chúng ta sẽ đặt que đo ngược lại mà thôi. Bây giờ mình sẽ nói những con thông dụng nhé, bởi vì là các cái con mà PNP ấy, thì nó sẽ xuất hiện ít hơn rất là nhiều. Những con PNP thì điển hình ví dụ như là các cái con mà chúng ta hãy bắt gặp ấy, đó chính là cái con mà B688 này, trong những cái chiếc âm ly, hoặc là cái con A1943 ấy, thì nó cũng là cái dạng mà PNP. Còn đối với hầu hết các loại ví dụ như là D718 này thì nó là NPN. Đó, và các cái con MOSFET hay IGBT bếp từ thì nó cũng là cái mối bán dẫn NPN nha các bạn nhé. Bây giờ thì mình sẽ kiểm tra các con thông dụng trước nhé. Con B688 này thì mình sẽ chỉ cho các bạn cách đo sau. Đầu tiên thì mình sẽ đo cho các bạn đo về con IGBT nhé. Ở đây mình sẽ có IGBT là cái con 25N120. Đó, 25N120. Và mình sẽ đo hai cái con IGBT này trước nhé. Thì các bạn sẽ chú ý rằng là chúng ta sẽ dùng que đo này. Đồng hồ chúng ta sẽ có hai cái que đo ở mức nhân 10K, nó độ nhạy rất là cao. Nên mà cái linh kiện của chúng ta ấy, nó có vấn đề gì, dò hay là bị chập thì chúng ta sẽ phát hiện rất là dễ. Các bạn có thể nhìn thấy này, tay sờ vào nó cũng lên luôn. Đó. Thì đối với cái cách đo này, chúng ta chỉ cần đặt que đen vào cái chân ở giữa, que đỏ vào chân số 3. Đó, vào chân số 3. Nhưng mà trước tiên ấy, để mà chúng ta muốn loại trừ những cái mà nó bị nhiễu điện kích từ trước ấy, thì chúng ta sẽ đặt cái que đen vào giữa này này các bạn này. Và que đỏ bên tay trái nhá, con linh kiện. Sau đó đặt sang chân số 3. Đó, và chúng ta sẽ sờ tay vào chân số 1 và chân số 2. Thì các bạn sẽ thấy rằng đồng hồ nó sẽ lên như thế này. Thì đây chính là linh kiện còn tốt. Còn đối với linh kiện mà nó không tốt thì nó chết, mình sẽ nói sau. Đây mình sẽ thử lại cho các bạn này. Đó, lên này, như vậy là linh kiện tốt nhá. Đối với con IGBT thứ hai nhá, con này là con 30N120KA nhá các bạn nhá. Chúng ta cũng làm tương tự. Đầu tiên đặt que đen vào giữa,
que đỏ sang bên tay trái, rồi nhả ra đặt sang bên tay phải. Đó, và chúng ta sẽ sờ tay vào chân 1 và chân 2 cùng một lúc chạm luôn thì nó sẽ lên như này. Thì chứng tỏ là linh kiện của chúng ta sẽ tốt. Bây giờ tiếp đến là mình sẽ sử dụng với MOSFET nhá. MOSFET thì nó sẽ có con 20N60 là con MOSFET điện áp cao, hoặc là các bạn có thể đo với cách này cho các loại MOSFET, ví dụ như là con IRF3205 mà chúng ta hay nghịch vọng vạch chúng ta biết này, hay là 80N70 này, 290N08 này, rất là nhiều những loại MOSFET làm inverter, làm kích điện hay làm kích gì đó, nhiều loại thì chúng ta cũng đều áp dụng cách đo như này các bạn nhé. MOSFET điện áp cao hay là MOSFET điện áp thấp thì chúng ta cũng đều đo một cách tương tự, với cái một cái cách duy nhất ngày hôm nay, chọc que đen vào giữa, que đỏ chúng ta sẽ đặt vào bên tay trái trước, chân tay trái trước đó, xong đó chúng ta sẽ đặt que đỏ sang bên tay phải như thế này. Đây, con chân này nó hơi trơn này, đây các bạn sẽ thấy rằng nó sẽ bị, khi mà chúng ta bị can nhiễu là nó sẽ lên hoàn toàn này các bạn. Đó, chúng ta sẽ sờ tay chân 1, chân 2 nha. Đó, thì MOSFET của chúng ta như vậy là MOSFET còn tốt. Đối với rất là nhiều những loại MOSFET các bạn đều đo như này, trừ là MOSFET cái loại mà kênh PNP mình vừa nói. Đó. Bây giờ khi mà vì sao mà các bạn thấy rằng là mình phải đặt cái que đỏ sang bên tay trái trước khi mà đặt que đỏ sang bên tay phải ấy, là bởi vì nếu như MOSFET của các bạn đã được kích dẫn ấy, hoặc là nó có nhiễu điện nó làm cho MOSFET nó tự kích dẫn rồi với cái tính trường ấy, thì chúng ta đặt que nó lên luôn như này thì chúng ta sẽ không thể biết được. Chính vì vậy mà chúng ta sẽ phải đặt que đỏ sang bên tay trái rồi mới đặt sang bên tay phải, để cho MOSFET nó về cái trạng thái là chưa được kích dẫn. Đó, thì chúng ta sẽ sờ tay vào thì nó sẽ lên. Như vậy là MOSFET chúng ta sẽ còn sống bình thường và tốt. Bây giờ thì mình sẽ đo sang cái con transistor. Transistor thì mình sẽ sử dụng con 2SC3858 này. À đúng rồi, con transistor các bạn nhé. Thì cái cách đo của nó cũng áp dụng y chang tất cả các loại kia thôi, IGBT, MOSFET đều như vậy, chúng ta cũng sẽ đo như vậy. Nếu như không muốn nói là loại trừ cái bên tay trái thì chúng ta sẽ cứ làm theo cái cách kia cho nó dễ nhớ. Que đỏ đặt bên tay trái trước, rồi sang cái chân bên tay phải. Đó, thì đối với transistor nó sẽ không có cái hiện tượng là giữ lại cái kim này ở một cái mức nào đó, mà nó sẽ lên khi mà chúng ta sờ tay chân 1 với chân 2, sau đó nó sẽ lùi về. Như vậy là transistor của chúng ta cũng sẽ hoạt động bình thường. Đây các bạn có thể nhìn thấy này. Đó, thì đây cũng chính là một cái điểm khác biệt giữa transistor và MOSFET cũng như là IGBT. IGBT và MOSFET thì nó sẽ tương tự nhau, còn đối với transistor thì chúng ta nhả tay ra là sẽ về. Như vậy cũng là một cái linh kiện còn tốt các bạn nhé. Và bây giờ là cái con D718 này, D718 hay D718 này thì nó là những con thông dụng mà anh em chế cháo hoặc là ít biết về điện tử, không sửa chữa về điện tử thì chúng ta cũng hay quan tâm đến cái con này. Đó, bởi vì nó ở một số những loại kích điện rồi là kích này nọ thì chúng ta cũng sẽ áp dụng một cách duy nhất, đó chính là đặt que đen vào giữa và que đỏ chúng ta sẽ đặt bên này sang bên tay phải. Đó, tiếp đến là chúng ta sẽ sờ tay vào cái chân số 1 với chân số 2, sờ tay từ chân số 1 với chân số 2 các bạn có thể nhìn thấy nhá. Đây, đó lên này, nhả tay ra lại về và về đúng đến cái vạch vô cực này các bạn. Thì như vậy là chúng ta đã kiểm tra một cái con linh kiện nó đã còn sống bình thường. Đó. Còn đối với cái con mà ví dụ như là B688 hay là cái con mà 2SA1943 thì nó là những loại mối bán dẫn PNP. Chúng ta sẽ áp dụng cách đo cũng y chang như vậy, nhưng mà lật que đo, đó chính là không phải đặt que đen vào giữa mà chúng ta sẽ đặt que đỏ vào giữa các bạn nhé. Đặt que đỏ vào giữa và chúng ta cũng làm y chang như vậy. Đây, các bạn sẽ đặt như này và chúng ta sẽ giữ này. Đó, nó sẽ lên và lại về. Đây các bạn có thể nhìn thấy này. Đó, như vậy là còn sống bình thường. Vậy thì làm thế nào để biết được những con linh kiện này nó bị chết các bạn? Đối với những loại linh kiện bán dẫn mà bị chết này, ví dụ như là MOSFET này, IGBT này hay transistor này, là ba cái loại cực kỳ thông dụng mà anh em sửa chữa điện hoặc là chúng ta chỉ cần vọc vạch thôi, chúng ta cũng bắt buộc phải biết nó và biết cách đo nó. Đó. Thì để mà đo được cái con chết thì nó sẽ có hai cái hiện tượng chính. Tất nhiên nó sẽ có rất là nhiều những hiện tượng phụ, nhưng mà nó sẽ có hai hiện tượng chính. Một là đo thông hoàn toàn, hai là nó bị đứt hoàn toàn các bạn nhé. Còn nếu như mà nó ngoài trong cái phạm vi mà mình vừa hướng dẫn các bạn đo ở đây,
bất thường thì có nghĩa nó cũng là một cái loại mà có thể vấn đề rồi. Đó, bây giờ mình sẽ thử đo một con chết cho các bạn thấy nhé. Con chết này cũng đọc cũng chúng ta cũng sẽ chọc như vậy y chang. Que đen vào giữa này, que đỏ sang bên tay trái này. Lên bên tay trái mà kim lên là vứt đi rồi. Sang bên tay phải cũng kim lên luôn là vứt đi rồi các bạn nhé. Đó, chọc hoàn toàn. Như con này là chết chọc hoàn toàn này. Đó, là vứt đi nhá. Không còn độ bán dẫn gì nữa, nó chập giống như là một cái loại cục sắt. Đó. Đối với con IGBT bị chết cũng y chang như vậy, các bạn cũng đo y chang. Mình sẽ chọc que đen vào giữa này, que đỏ bên tay trái, kim lên nó vứt đi, sang bên tay phải kim lên là vứt đi. Đối với con sống thì nó sẽ không có hiện tượng như vậy đâu các bạn. Con sống thì chúng ta sẽ chọc này, que đen vào giữa nhá. Que đỏ với bên tay trái không lên gì đúng không? Xong sang bên tay phải cũng không lên gì luôn. Đó, và chúng ta sờ tay vào thì nó mới lên và giữ lại trạng thái như này. Thì đó mới là linh kiện còn tốt. Đó. Và mình nghĩ rằng sau một cái video này rất là đơn giản thôi, một cái cách đo duy nhất cho ba cái loại linh kiện phổ thông đó chính là IGBT, MOSFET và transistor, thì chắc hẳn rằng là chúng ta gần như ai chúng ta cũng đã hiểu được rồi. Và một cái cách này thì nó rất là dễ nhớ, có thể nhớ đến khi nào chúng ta không còn thích đĩa điện nữa. Đó. Rất là nhiều những loại linh kiện bao gồm ba loại chính, đại diện cho ba loại chính là IGBT, MOSFET và transistor. Thế nhưng mà trong những cái mà ví dụ như là của cái loại IGBT thì nó cũng sẽ có rất là nhiều số khác nhau, và MOSFET cũng vậy, cũng rất là nhiều số khác nhau. Transistor cũng không kém cạnh, cũng cực kỳ là nhiều loại. Và tất cả những cái loại như vậy chúng ta chỉ cần một cách đo duy nhất ngày hôm nay của mình chỉ cho các bạn là chúng ta đã có thể kiểm tra được những con linh kiện này sống hay chết, hay là vấn đề hay là kém rồi. Đó. Và thông qua cái video này thì mình cũng hy vọng rằng các bạn có thể hiểu phần nào về chúng ta kiểm tra được linh kiện nó đơn giản hơn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo.